tuần sau khá sợ có vượt qua được những tên tuổi đình đám của We10 bao gồm Psy, TL và Taylor Swift hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào các Animals. Còn fans của Psy, Taylor và TL, các bạn cũng đừng bao giờ nhường bước nha. Khi các bạn thực sự nhập cuộc và tranh đấu cho thần tượng của mình thì We10 sẽ càng hào hứng và hấp dẫn hơn. Bởi vì We10 có được ngày hôm nay, tất cả chính là nhờ vào các bạn. Và bây giờ sẽ là thời gian mà We10 đền bù cho tất cả các bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho trò chơi Isaac hỏi các bạn trả lời cùng phần quà đầu tiên được tài trợ bởi DAVN FC chính thức của David Archuleta tại Việt Nam. Các bạn ấy đã gửi tặng cho We10 album mới nhất của David và nhờ chương trình làm quà tặng cho các khán giả của We10. Và nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, đó chính là